gia đình Cam Cam gây sốc khi liên tục mắng dân mạng là lũ trẻ con vì bị lên án PR lố bịch và thương mại hóa. Mới đây, Kiên Hoàng gia đình Cam Cam đã chia sẻ lý do gia đình nhỏ ngày càng ít ra video chia sẻ cuộc sống hơn là vì bản thân mình đang rơi vào giai đoạn mệt mỏi, chán nản YouTube. Dù có cả một ekip hùng hậu và nội dung phong phú ở phía sau, nhưng ông bố trẻ cảm thấy mạng xã hội ngày càng đại trà. Các video và quảng cáo giữa video rất xàm xí nên không còn quá hứng thú ra nhiều video. Kết thúc chia sẻ, anh chàng chỉ hứa hẹn sẽ quay trở lại nhịp sống trước đây nếu tâm trạng ổn hơn. Sau khi đọc chia sẻ của Kiên Hoàng, không đồng tình với những quan điểm của anh, đã có một người theo dõi phản bác rằng việc ông bố trẻ chê YouTube nhạt chẳng khác nào là đang biện hộ cho kênh YouTube của vợ mình. Cụ thể người này viết, ủa chứ không phải anh đang tát thẳng vào mặt vợ anh à? Bây giờ anh làm khảo sát 10 người thì chắc nịch đến 7 người thấy heo mi nhon, vợ của Kiên Hoàng, PR vừa lố bịch vừa giả chân. Top 2 thì không ai dám tranh top 1 cả. Gia đình Cam Cam video nào cũng cố nhồi quảng cáo, ít thì thấy bình thường, rồi giết khán giả thấy lố bịch, nhàm chán. Thật ra cái story này là nói kênh YouTube của anh đấy ạ, nhàm. Và Kiên Hoàng đã có màn phản pháo trước ý kiến của netizen này. Cụ thể Kiên Hoàng gọi người đưa ra ý kiến trái chiều là lũ trẻ con. So sánh công việc ngân hàng từng rất hot với nghề KOLs và influencer marketing mình đang làm, anh viết. Mình thực sự cảm thấy quan ngại với suy nghĩ của lũ trẻ con bây giờ. Giờ KOLs, influencer marketing đã được công nhận là một nghề, mà đã là một nghề thì phải làm và có thu lại lợi nhuận. Vậy mà lũ trẻ con vẫn cố chấp muốn người khác làm vì sở thích của chúng. Ít thì được mà nhiều thì không được. Gia đình Cam Cam thì luôn vỗ ngực tự hào vì công việc và thương hiệu mà chúng mình đang gây dựng. Các bạn trẻ ạ, làm ơn đi, còn trẻ tháng ngày trôi qua mà vẫn chưa có gì trong tay thì đừng đi miệt thị công việc của người khác. Các bạn trẻ đáng thương hơn là đáng ghét đấy. Hiện tại story đáp trả của Kiên Hoàng đã không còn trên Instagram. Các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để chia sẻ cùng đi new nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.